Chiều 29 tháng 1 năm 2024, các đơn vị liên quan vẫn đang khẩn trương xử lý khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn với xe máy làm một cô gái tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là một cô gái 24 tuổi ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân tử vong khi đang trên đường từ thành phố Hồ Chí Minh về nhà. Khoảng 13 giờ 40 phút ngày 29 tháng 1, xe bồn biển số Đồng Nai do nam tài xế Bạch Văn Hùng Anh, 34 tuổi ở tỉnh Long An, cầm lái chạy trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Bình Dương. Khi đến ngã tư Linh Xuân, tài xế cho xe rẽ phải vào quốc lộ 1, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thì xe bồn va chạm với xe máy do cô gái 24 tuổi cầm lái. Cú va chạm làm nạn nhân lọt dưới gầm xe bồn, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy mắc kẹt dưới gầm trước xe bồn. Nhiều vật dụng cá nhân của nạn nhân rơi vương vãi, trên xe máy vẫn còn treo ly trà sữa. Vụ tai nạn làm tuyến quốc lộ 1 và đường Phạm Văn Đồng đoạn qua ngã tư Linh Xuân bị ùn ứ. Nhận tin báo, đội cảnh sát giao thông Bình Triệu thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt để điều tiết giao thông khu vực. Công an thành phố Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc. Đến hơn 16 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tìm cách liên lạc với người nhà nạn nhân.